Ukraine dự đoán chiến thuật của Nga khi chuyển trọng lửa S-400 tới Belarus. Ukraine nói rằng Nga dường như đã chuyển lá chắn phòng không S-400 và tên lửa Iskander tới Belarus để đưa các tổ hợp S-300 từ Belarus tới Donbass nhằm tăng cường quả lực cho chiến trường miền Đông. Yuri Inform ngày 21 tháng 11 đưa tin, Yuri Inak, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine cho hay, Nga được cho là đã triển khai tên lửa Iskander và hệ thống phòng không S-400 tới quốc gia đồng minh thân cận Belarus. Họ triển khai tên lửa Iskander và S-400 tới lãnh thổ Belarus dường như để bảo vệ không phận Belarus, ông cho hay. Quan chức Ukraine nói rằng, Nga hiện không cần tới S-300 để bảo vệ không phận Belarus nên họ quyết định chuyển các tổ hợp này sang Donbass ở miền Đông. Họ sử dụng tên lửa phòng không của S-300 như là tên lửa đạn đạo. Chúng có thể bay trong quỹ đạo do khoảng cách tới 150 km. Nga là nhà sản xuất những tên lửa này nên họ có rất nhiều. Vì họ có nhiều hệ thống phòng không tầm xa nên họ không thực sự cần tới S-300. Họ chuyển những tên lửa này tới Donbass để tấn công không chỉ cơ sở hạ tầng của các thành phố tiền tuyến mà còn cả các vị trí của quân đội của Ukraine. Chúng tôi sẽ không ngờ nhìn, lực lượng vũ trang Ukraine đang làm mọi thứ để phá hủy các tên lửa trên hiệu quả nhất có thể, ông Inad nhận định. Trong lửa S-400 được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất thế giới. Nó có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo. Ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu là 4,8 km trên giây. Ngoài S-400, Nga hiện đã phát triển biên chế hệ thống S-500 hiện đại vượt trội, đảm bảo duy trì khả năng bảo vệ không phận của họ. Hồi tháng 6, Nga đã tuyên bố sẽ chuyển cho Belarus các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M. Iskander-M có thể bay trên độ cao 50 km, tầm bắn từ 50 đến 480 km. Do Iskander sử dụng động cơ đẩy rocket nhiên liệu trắng, quỹ đạo bay thay đổi linh hoạt nên rất khó phán đoán. Nó có thể mang đầu đạn nhiệt áp, đầu đạn phân mảnh, đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn xuyên đất. Trước đó, Ukraine và phương Tây nhiều lần phỏng đoán Nga có thể đã dừng cạn kho tên lửa khi tác chiến ở Ukraine với dấu hiệu là Moscow phải dùng tới các tên lửa phòng không S-300 để tấn công các mục tiêu mật đất. Ian Williams, một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, Mỹ cho rằng việc Nga sử dụng tên lửa S-300 để tấn công có thể có cách giải thích khác. Nga sở hữu một kho dồi dào tên lửa phòng không loại cũ và họ đang sở hữu nhiều tên lửa đánh chặn tiên tiến hơn. Vì vậy, việc sử dụng tên lửa S-300 có thể là giải pháp để giảm bớt tên lửa cũ tồn kho nhằm tiết kiệm tên lửa tấn công mặt đất uy lực hơn cho các mục tiêu có tính ưu tiên cao. Việc Nga phóng lượng lớn tên lửa S-300 cũ được xem là nhằm gây rối loạn cho phòng không Ukraine để các tên lửa hiện đại hơn dễ dàng tập kích các mục tiêu trọng yếu. Sức mạnh lữ đoàn chủ lực trong chiến dịch phản công ở miền nam Ukraine Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 là một đơn vị chủ lực của quân đội Ukraine tham gia vào chiến dịch phản công tại miền nam nước này. Trong chiến dịch phản công của quân đội Ukraine tại khu vực miền Nam, các binh sĩ của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Phối hợp cùng với các đơn vị khác, các binh sĩ của lữ đoàn này đã tham gia vào các trận chiến tại điểm nóng Kherson, qua đó góp phần gây sức ép buộc Nga phải rút lui khỏi thành phố chiến lược tại miền Nam Ukraine. Trong các trận chiến tại Kherson, các binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 đã nhận được sự yểm trợ từ các xe bọc thép MT, MTLB-AT với trang thiết bị súng máy DSHK hiếm gặp trong biên chế quân đội Ukraine. Các xe bọc thép mt -LB at là loại phương tiện được cải tiến nâng cấp lớp giáp bảo vệ và trang bị thêm súng máy DSHK. Xe bọc thép này được quân đội Ukraine đưa vào biên chế từ năm 2015 sau quá trình đại tu và hiện đại hóa sau các xe bọc thép MT-LB đời cũ. Với những nâng cấp trên, các xe bọc thép MT-LB-AT đã hỗ trợ quân đội Ukraine trong việc di chuyển một cách an toàn trên chiến trường và cung cấp quả lực yểm trợ cần thiết nhằm chống lại bộ binh của Nga tại Kherson. Ngoài các xe bọc thép MT-LB-AT, các phương tiện kháng mìn BMC Kirby do Thổ Nhĩ Kỳ diện trợ cũng đóng góp đáng kể vào việc nâng tầm khả năng tác chiến của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36. BMC Kirby là một loại xe bọc thép chở quân kháng mìn do nhà thầu quốc phòng BMC của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và gây được tiếng gian lớn sau khi được sử dụng rộng rãi trong xung đột giới Syri. Với cấu hình 4x4 hoặc 6x6, tùy theo phiên bản, xe bọc thép này có chiều dài từ 6-7m, đến chiều rộng 2,5m và chiều cao 3,2m, với trọng tải 20 tấn BMC Kirby có thể chở theo 13 binh sĩ và thành viên của kiếp lái với đầy đủ trang bị. Điểm mạnh của xe chiến đấu bộ binh kháng mìn BMC Kirby là có thể di chuyển với tốc độ rất cao, lên tới 100 km h mà vẫn có khả năng chống chọi lại với sức công phá từ mìn và các vũ khí hạng nặng nhẹ trước khi rút lui quân đội Nga được cho là đã trải rất nhiều miền bộ binh và dựng các chứng ngại dật dọc theo phòng tuyến tại Kherson để ngăn cản bước tiến của các lực lượng Ukraine. Vì vậy, các phương tiện BMC Kirby đã giúp cho quân đội Ukraine tăng tốc độ phản công mà vẫn đảm bảo an toàn cho các binh sĩ. Vào đầu tháng 8, 50 xe BMC Kirby đầu tiên đã được Thổ Nhĩ Kỳ gửi đến Ukraine. Một đơn hàng tiếp theo gồm 150 phương tiện chiến đấu cùng loại cũng sẽ được Ankara bàn giao cho Kiev trong thời gian tới. Tối ngày 9 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh rút các lực lượng phòng thủ của Nga khỏi thành phố Kherson sang bờ bên kia sông Dnieper. Lý giải cho quyết định này, tướng Sergei Surivikin, tư lệnh các lực lượng Nga tại Ukraine cho biết quân đội Nga không còn đủ khả năng cung cấp hậu cần cho các lực lượng phòng thủ bên trong Kherson trước chiến dịch phản công dữ dội của Ukraine. Nước cờ chiến lược của Nga sau khi rút khỏi Kherson với quyết định rút quân khỏi thành phố Kherson, Nga tìm cách tăng cường phòng thủ ở các vùng lãnh thổ còn lại trong khi chuyển trọng tâm chiến dịch sang mặt trận miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 11 thông báo các lực lượng của nước này đã hoàn tất việc rút quân khỏi hữu ngạn bờ Tây sông Dnipro ở khu vực Kherson miền nam Ukraine. Họ cũng khẳng định không có khí tài quân sự hoặc binh sĩ nào của Nga ở lại hữu ngạn sông này, bao gồm cả thủ phủ Kherson. Moscow bắt đầu rút quân khỏi Kherson hôm 9 tháng 11 sau hơn nửa năm kiểm soát và thậm chí sáp nhập vào lãnh thổ Nga từ đầu tháng 10. Lực lượng và khí tài của Nga được chuyển sang tảng ngạn bờ sông sông Dnipro. Tính toán chiến lược theo Bộ Quốc phòng Nga, quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo tính mạng cho binh sĩ dân thường và giúp cho Nga phòng thủ tốt hơn trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh chiến dịch phản công, đặc biệt là ở miền Nam. Nói về quyết định trúc quân, phát biểu trên truyền hình quốc gia, tướng Sergei Surovikin, tổng chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine cho biết, quân đội của họ không còn khả năng tiếp tế cho lực lượng ở thành phố Kherson. Ông nhấn mạnh, việc trúc quân khỏi thành phố Kherson là cần thiết nhằm đề phòng tình huống chính quyền ép tấn công nhằm vào hồ chứa nước của đập Nova và kéo theo một dòng lũ lớn gây ngập lụt nhiều nơi. Trong tình hình đó, chúng ta cần tổ chức phòng thủ ở phía đông sông Dnipro. Tôi biết đây là quyết định vô cùng khó khăn, nhưng chúng ta sẽ đảm bảo được điều quan trọng nhất là bảo toàn tính mạng binh sĩ và năng lực chiến đấu của các đơn vị. Việc triển khai lực lượng ở bờ tây sông Dnipro là vô ích, ông Sorovikin nói. Kherson, nơi có dân số 280.000 người trước chiến sự, là thủ phủ duy nhất trong các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Dùng đất này có ý nghĩa chiến lược đối với cả Nga và Ukraine bởi vị trí quan trọng của nó bên sông Dnipro, gần cửa biển đen và là một trung tâm công nghiệp với sông và cảng lớn. Kherson cũng nằm ở vị trí mà Ukraine có thể cắt nguồn nước ngọt từ sông Dnipro đến Crimea. Đối với Nga, dùng khinh sinh trọng lớn đối liên lục địa Ukraine với bán đảo Crimea sẽ cung cấp cho Moscow một hành lang rất liền hẹp để tiếp tế cho quân đội từ các căn cứ lớn tại Crimea. Với Ukraine, khinh nằm ở vị trí chiến lược để quân đội nước này có thể điều chỉnh chiến dịch phản công. Hiện các lực lượng Ukraine đã tiến vào các khu vực khinh trải dài đến bờ tây sông Dnipro, chiến tuyến giữa Nga và Ukraine đang ngăn cách bởi con sông. Với khoảng cách hai phía khoảng 250 km, Ukraine vẫn lo ngại rằng đây có thể là cái bẫy của Nga lập ra để mai phục lực lượng của họ. Trong khi vẫn còn nhiều tranh cãi về lý do thực sự khiến Nga rút khỏi thành phố Kherson, giới chức Mỹ đánh giá đợt rút quân này của Moscow rất có trật tự, khác với các đợt rút lui trước đó. Một số chuyên gia nhận định quyết định của Moscow dựa trên nhiều tính toán và cân nhắc chiến lược.